Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với realgi của mình. À, hôm nay mình đi máy bay cả ngày. Đấy, bây giờ mới có thời gian làm clip review sự kiện cho anh em. Ok, thì hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt cả. Nam FIFA hôm nay em nhẹ nhàng ra quả tỷ lệ siêu hời thôi. Đấy, vòng quay Moco, hành động gia nhập mới. Và ngoài ra có một hành động đốt lồng đèn mới. Nhưng mà chắc là mình sẽ lấy cái hành động gia nhập thần đèn này. Đấy, cái này thì đúng kiểu phong cách nghi lẻ một đêm. Cái này thì thật ra cũng đã hé lộ cho anh em từ hôm trước rồi. Nó sẽ có một cái thảm bay, anh em mà xem phim Aladdin cây đèn thần không? Đấy, và đấy có cây đèn thần, xong rồi nhân vật của mình nó chui ra từ trong cây đèn thần. Đấy, trông được các phết. Hành động gia nhập thần đèn, thần đèn. Ok, trông khá là buồn cười. Thì cái hành động thần đèn này trông cũng được, nói chung là cũng không phải quá đặc sắc cho lắm. Ngoài ra đến cái hành động đốt đèn này, đến kiểu bắn pháo hoa ấy. Đấy, hành động đốt pháo hoa chính xác hơn là nó sẽ bắn ra một hình một cái đèn. Đấy, nó là cái biểu tượng của năm nay. Ngoài ra trong này còn một số những đồ khác như hành động võ sĩ của nhanh, hành động cưỡi con tuần lộc này, rồi một cái chuyển động lốc xoáy. Đấy, chuyển động lốc xoáy của cái sự kiện Rampage năm ngoái à. Đấy, cũng khá lâu rồi. Và hành động ngồi ghế ngai vàng, cái hành động ngồi ngai vàng thì bao nhiêu năm nay nó vẫn cứ là hot. Đấy, nó vẫn cứ là hàng hot anh em ạ. Ở bên đồ phụ thì sẽ có một số ba lô hòm xác này, hòm xác lục bảo. Cái hòm xác này là hòm xác được trước, nó free ở rất nhiều server. Đấy, chả biết server Việt Nam có free không. Nói chung là đợt trước này free ở rất nhiều server. Ok. Đấy, là tích cực quay tay vận may có tới không nào. Ui dồi, một vé. Ui dồi, chúng luôn hành động thần đèn này. Có 100 kim cương này. Wow, chúng này thì lại lộc lá. Chờ, hỏng. Chúng này nhiều anh em lại bảo là thằng này được trễ tỷ lệnh rồi. Đấy, hỏng ơi. Wow, anh em lại nghi ngờ rồi. Hỏng thật. Đấy, quả hành động thần đèn này đẹp phết. Nói chung là nhìn cũng được. Nói chung là không có gì quá đặc biệt cả. Đấy, cá nhân tôi đánh giá là rẻ mà đẹp. Không biết là anh em mở mốc mấy mới ra. Đấy, nếu mà mở hết tất cả mốc thì nó phải tầm 800 kim cương, 8-900 kim cương. Còn nếu mà mở mà hên như tôi vừa rồi thì hai ngày ra rồi. Anh em thử nhá. Và anh em thử nhá. Đấy, nếu mà mở hết thì mốc đầu, hai mốc cuối của nó thì như là khoảng 600 kim cương tổng thì phải. Đấy, 600 cộng với 150. 150, 750, 850. Đấy, tròn 900 nha anh em nhá. Tròn 900 mà tôi mới mở có 50 kim cương ra luôn rồi. Và mở 50 kim cương ra rồi. Nào, làm quả test xem có được lấy được MVP xài gọi là hành động không, làm trận rank. Mấy ngày hôm nay tôi không chơi, mấy hôm nay tôi đi quay chương trình cho bên Gaina anh em ạ. Đấy, thế nên anh em sẽ thấy là video của mình mấy hôm nay nó cũng chậm cập nhật hơn. Đấy, hy vọng là anh em thông cảm. Thì hôm nay tôi bay mất cả ngày, bay từ sáng nay, hôm qua đi quay chương trình đến tận 2 giờ sáng, 2 rưỡi sáng mới xong. Đấy, quay từ 6 giờ sáng qua đến 2 rưỡi sáng hôm nay mới xong. Đấy, làm ngay một thằng. Mấy hôm nay không được bắn Free Fire, gọi là thèm thật sự. Mấy hôm nay không được bắn Free Fire, vã luôn. Bắn Free Fire quen là ngày nào cũng phải vào làm răm 70 mạng. Hôm nay không được bắn Free Fire hơi buồn. Cố cầy MVP anh em ạ. Cố cầy MVP. Rồi, thằng nào loanh quanh đây không? Đấy, ôi giời, một ông tin mình gãy ra. Ở đây còn một thằng này, chạy lại dễ. Ôi, xong rồi bạn ơi, cho mình chạy về nhà. Ui, nó không cho chạy về nhà rồi, nó bắn đau quá. Anh em bạn thân mất khẩu Groza của tôi rồi. Mất khẩu Groza, thôi sao mất khẩu Grovanza mình rồi. Cay ấy nhở, ui tôi chơi thôi, mình bị một thằng kia 3-0, nó dẫn mình 3-1 rồi. Hóng rồi, tôi phải làm sao đây. Đấy, lại đóng Groza tiếp rồi. Cố gắng cày mạng lấy cái MVP xem hành động nó đẹp không chứ. Đấy, xem cái chuyển động nó có đẹp hay không. À, một pha di chuyển đến vị trí Ori cả kia. Nhiều lúc mình test rất có tâm nha, mình test phải làm sao mà lấy được cái, làm sao mà lấy được MVP thể hiện là cái chuyển động, tại vì cái góc nhìn của cái chuyển động nó sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta có MVP. Ở đây mình nhìn ngoài sảnh trời trông nó khá bình thường ấy, mà công nhận là rẻ, có 50 kim cương trúng luôn. Úi giời, ngon rồi, tự nhiên một thằng sai hiến mạng của mình chạy thẳng mặt luôn, thế là mình lại phải xin. Mình lại phải xin địch đầu nhỉ.
Đấy, nguy hiểm quá. Ui, quả hồng thính này văng xa đấy. Ok, ok, móc lốp ạ. Móc lốp xin nhẹ bạn cái đầu. Móc lốp thì xin bạn cái đầu luôn. Xin bạn cái đầu lâu. Như có một thằng trên nóc nhà sao ấy. Vâng, có một thằng trên nóc nhà nó đang bắt con gà anh em ạ. Và tôi đang nhìn thấy như có một thằng trên nóc nhà thì phải. Đấy, tôi để ơi. Hình như nó trên nóc nhà. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, cái đầu. Cái đầu. 1573 sát thương. Nó hại là dễ anh em ạ. Ui, xôi, làm vào triple kill này, ông nào đuổi được tôi đó. Đấy, bây giờ ông nào cho tiền, cho kẹo, không đuổi được mình luôn. Đấy, không thể đuổi được mình luôn. Tầm này, không thể nào mà đuổi được mình luôn. Đấy, mình 6 kill rồi, chắc rồi làm vào triple kill luôn thì đó. Thảo đọ lại với cậu về lượng mạ gục nữa. Trong tay mình bây giờ còn AWMI. Ui, xôi, 3824 sát thương rồi. Bắn như thế thì địch nào chịu được anh em. Pha đẩy lên đến vị trí của Rika kia. Và team mình còn có một thanh niên đầu tư cho cả team cái hồi phục EP nhanh. Đấy, đầu phục EP nhanh cho cả team. Ấm áp đấy, ấm áp cuộc tình ấy. Ấm áp cuộc tình đấy. Úi giời kìa. Nhảy đâu bạn ơi, nhảy đi đâu đấy bạn ơi. 30 tháng 8, 2009. 2009 thì năm nay mới bao nhiêu tuổi? Năm nay 14 tuổi à? Ui dồi ôi, 2009 thì chết ngay. Quảng ngay. Đâu rồi, thao đó. Thao ra đây ạ. Và 2009, 2009 chưa ăn thua. 2009 năm nay mới có 10 học lớp 9. Úi dồi. Chạy nhanh ấy. Chạy như con lươn. Người như con lươn anh em ạ. Tôi còn một thằng đấy thôi anh em ạ. Vì người như con lươn rồi. Nào, gen 5 bắn nhau đây. Kiểu gì chả thò ra cửa sổ. Đấy. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Đấy thế thôi. Nhẹ thế thôi. Đấy, tôi làm ngay của MVP. Làm ngay của MVP. Thả tim cái kiểu. Trời ơi, làm nhẹ của MVP. Anh em thấy tôi bắn nào ạ? Được không ạ? Và 10 điểm nhá. 10 điểm. Đấy, thế là mình được... ôi chết rồi, thế xong rồi, quên không vào hành động để chuyển sang cái chuyển động, thế xong rồi, đùa, quên anh em ạ, quên, hỏng rồi, mất bao công bắn MVP, chỉ để đợi mỗi khoảnh khắc này mà lại quên ạ, hỏng thật rồi, bó tay chấm gom rồi, và đợi mãi để có MVP ạ, đùa, nó mất công bắn MVP thật sự ấy, mất công thật sự luôn, đùa, cay thế nhở. Vâng, chỉ đợi cái khoảnh khắc giây phút đấy. Ai, ôi Groza tôi sắp lên một độ thông thạo rồi anh em ạ. Cay thật đấy. Vâng, chỉ đợi cái đấy mà lại quên ạ. Đấy, được, quên không lắp vào. Anh em đừng như tôi nhá. Đấy, nhưng mà anh em đừng quên là cái Warrior Key Store sau bán tay nghe dành cho game thủ Free Fire. Đây là bán rất nhiều mẫu tay nghe cách âm chống ồn giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi Roblox tốt hơn. Đấy, ngoài ra khi mua một tay nghe tặng ngay mini Lego, mua quà tản nhiệt tặng ngay bao tay memo, hè sắp đến rồi. Đấy, mà tội gì mà không mua tay nghe, vừa xem đá bóng cũng được, hay xem phim cũng được, chơi game ổn luôn. Đấy, đường link mình để trong phần ghi mô tả dưới phần comment nha. Bên Ana Free Fire ngày hôm nay họ đã cập nhật cái ảnh đại diện của mình. Thì trong đó ấy, thì chúng ta sẽ có cái mật thư cổ ngữ. Thì cái mình đoán là cái mật thư cổ ngữ này nó sẽ bán vào trong một vài ngày tới ở server Việt Nam. Và bên Ana cũng khẳng định luôn là cái vật phẩm cổ ngữ này, cái siêu phẩm, cái gọi là cái mật thư cổ ngữ này sẽ chỉ bán duy nhất một lần và không bao giờ bán lại. Đấy, thế mà đấy. Nhưng mà cái này tôi lại thấy nó giống mấy cái vụ thẻ vô cực ấy. Tuy là không bán lại kiểu này thì nó lại ra theo kiểu khác. Đấy, không bán lại kiểu này ra kiểu khác thì nó cũng ảo ma, không biết như nào. Ở bên server nước ngoài, tức là bên đây là bên server mẹ Na, server Trung Đông thì họ đã ra mật thư cổ ngữ rồi với giá là 300 kim cương. Không biết là server Việt Nam sẽ bán với giá là bao nhiêu kim cương đây. Thì cái mật thư cổ ngữ này ấy, thì khi mua thì chúng ta sẽ phải mua thêm huy hiệu để unlock nữa. Mốc đầu tiên là 25 huy hiệu, mốc sau là 45 huy hiệu. Tổng cộng là toàn bộ này nó sẽ tốn khoảng 5.500 kim cương. Đấy, tôi nhớ là mấy cái trước thì cũng như thế. Tôi chúc là giá nó sẽ dao động tùy theo là anh em mở hộp như thế nào, hoặc là anh em một là anh em dùng thẳng huy hiệu anh em mở luôn, hai là tùy theo anh em mở hộp như thế nào. Nhưng mà theo mình ấy là anh em cứ mua xong vứt đấy thôi, tại vì thường thì những cái huy hiệu cổ ngữ này nó xuất hiện trong shop huyền bí, trong các sự kiện giảm giá rất là nhiều. Ok, khi mà chúng ta quay xong một cái mốc đầu tiên ấy, chúng ta sẽ được quyền quay thêm một cái mốc ở vị trí slot 8 đấy, để chúng ta có thể mở được cái bom keo. Đấy, chúng ta có thể mở được cái bom keo. Ở đây thì bên này họ cũng không có khuyến mãi hay là không có cái gì của cái mật thư cổ ngữ cả. Đấy, cái này là cái huy hiệu khuếch đại của cái sự kiện lấy cái bộ bùa mê cổ ngữ thôi, chứ không phải liên quan gì đến cái không liên quan đến quyển sách nha anh em nhé. Cái này không liên quan đến quyển sách. Thì chúng ta sẽ có đó là cái đây, quyển sách này có giá là 300. Đấy, và mua một huy hiệu là mất 10 kim cương. Đấy, một huy hiệu mất 10 kim cương thì mở full thì
cả quyển này mất khoảng 5.000 tấm gương, 4.500, 5.000 gì đó. Để mà mở full ấy thì khi mà mở được, cứ mở được một trang thì chúng ta sẽ được một lượt quay trong cái slot 8, tức là cái vị trí trang bí mật. Thì đây, quay cũng chỉ ra huy hiệu đá xanh thôi. Đây, quay thì chắc là được thêm 5 huy hiệu nữa. Đây, nó loanh quanh cũng chỉ được như thế thôi anh em ạ. Đấy, chả có gì. Đây, ví dụ như mình có thể unlock được cái xe máy tiếp luôn. Nói chung là trang phục này cũng cũng xịn xịn. Thì cái này thì khả năng cao chắc là ngày mai thì bên Ghana Free Fire ngày mai hoặc ngày kia thì chắc là sẽ ra mắt. Thì thường ấy là mỗi khi Ghana nào cập nhật cái avatar của trang chủ ấy thì là ngày hôm sau sẽ bán ra, hoặc cùng lắm thêm một ngày nữa sẽ bán ra thôi. Thế nên là anh em cứ chờ xem là tất cả những vật phẩm này như thế nào. Nói chung cái đợt bùa mê cổ ngữ này cá nhân mình đánh giá nó cũng tương đối đẹp. Đấy, tương đối đẹp. Đồ nó cũng không phải là quá xịn xó bò gì nhưng mà nó tương đối đẹp ạ. Cái quan trọng là có cái vị trí số 6 nó có khẩu Rosa rất mạnh. Thì chúng ta sẽ chờ test xem là cái khẩu Rosa này sức mạnh thực sự của khẩu này so với ở những khẩu Rosa kia thì nó sẽ ra sao. Đấy, khẩu Rosa này nó có hai tốc độ bắn. Đấy, hai tốc độ bắn này là cái rất là quan trọng. Ok, thì đó là tất cả những cái thông tin mà liên quan đến bùa mê cổ ngữ, liên quan đến gọi là mật thư cổ ngữ. Thì chúng ta sẽ chờ xem là cái mật thư cổ ngữ này ra ở server Việt Nam giá rổ nó sẽ như nào, rổ giá nó ra sao. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong video sau. Đừng quên like, subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai nha. Và bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em. Bye bye.